Vũ Động Càn Khôn phần 10 tập 8, Yêu thú cổ nguyên thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lâm Động Tiểu Hữu mời xuống đây nói chuyện. Nguyên Càn nhìn Lâm Động, cười. Lâm Động gật đầu rồi đáp xuống, vẻ mặt hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì có phần cảnh giác. Tuy hắn có Long cốt hồng hoang là lấy mất lợi ích của Long tộc, nhưng thứ này quả thật không thể giao ra, nếu không thì căn cơ tu luyện của hắn sẽ bị tổn hại rất lớn. Ha ha, Lâm Động Tiểu Hữu đừng căng thẳng, Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo của long tộc, nhưng bọn ta cũng không phải chủng tộc không có lý lẽ. Nguyên cản quả nhiên có con mắt tinh đời, hắn nhìn ra ngay sự cảnh giác của lâm động. Lâm động nghe vậy có phần bối rối, rồi thân thể dần thả lòng. Lâm động tiểu hữu thu hoạch không tồi. Nguyên cản quét mắt nhìn lâm động, nói. Lâm động gật đầu, nghĩ đến thu hoạch lần này, với định lực của mình mà lâm động cũng không kìm được mỉm cười. Quả thực lần này hắn thu hoạch không ít, không chỉ xương cốt biến thành long cốt hồng hoang, mà thực lực cũng tăng vọt trực tiếp bước lên từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong thậm chí tinh thần lực cũng như thuyền gặp nước dân từ tiên phủ sư đại thừa lên đại thừa đỉnh phong nếu thêm một bước nữa có lẽ đột phá tiên phủ sư bước lên phủ tông sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh rồi chỉ khi đạt đến trình độ đó thì uy lực thật sự của tinh thần lực mới dần được thể hiện rõ ràng trong trời đất này tuyệt đại đa số mọi người chủ tu nguyên lực cũng có không ít người đồng tu cả tinh thần lực trong đó có lẽ không ít người có thành tựu không nhỏ về nguyên lực nhưng về tinh thần lực thì rất hiếm người đạt được cảnh giới tông sư trong truyền thuyết. Điều này cũng khiến cho không ít tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong khi không thể đột phá thì đành từ bỏ, chuyển tu sang nguyên lực. Nhưng cũng may, nhờ có tinh thần lực mà tu luyện nguyên lực đỡ mất công rất nhiều. Lâm động hiện tại nếu tính thật sự về thực lực chỉnh thể, trong phạm vi tử huyền cảnh, trừ những người có đại cơ duyên ra, thì khó có ai là đối thủ của hắn. Nếu hắn dốc hết sức, thì có lẽ cũng chiến đấu được với cường giả chuyển luân cảnh. Vì thế chuyến đi Hóa Long Đàm lần này thật sự khiến Lâm Động cười không khép nổi miệng. "Ngươi đã gặp tiên tổ ở Táng Cốt Điện đúng không?" Nguyên Càn nhìn Lâm Động nói, các trưởng lão Long tộc lập tức nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động cũng chỉ đành gật đầu. "Ngươi đánh bại ý chí của tiên tổ?" Nguyên Càn mở to mắt, thậm chí giọng cũng được nâng lên cao, chắc hẳn chuyện này có xung kích không nhỏ với hắn, vì hắn cũng từng thất bại trước ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế. "Ta gọi ý chí của thôn phệ chủ ra." Lâm Động nhún vai, hắn biết việc dựa vào sức lực bản thân đánh bại ý chí Lục Chỉ Thánh Long Đế là không thể, ít nhất thì hiện tại không thể. Thì ra là vậy. Nghe thế mấy người nguyên càn mới thở phào, nếu như vậy thì họ tạm miễn cưỡng chấp nhận được. Nói vậy thì ngươi đã có được Long cốt Hồng Hoang rồi. Một trưởng lão không kìm được hỏi một câu thừa thãi, nói xong thì người đó đỏ mặt, chắc hẳn đã nhận ra điều đó. Trưởng lão, việc này vô cùng quan trọng. Một trưởng lão thở dài, lưỡng lự một chút rồi nói, nếu Lâm động tiểu Hữu có thể trả Long cốt Hồng Hoang cho Long tộc thì bọn ta sẽ trả bất cứ giá nào. Trưởng lão, chắc ngài biết lấy đi Long cốt lúc này thì ta sẽ tổn hại lớn thế nào, có lẽ thực lực của ta sau này sẽ rất khó tăng tiến. Sắc mặt Lâm động hơi thay đổi, lùi sau một bước, trầm giọng nói. Lâm động tiểu Hữu đừng vội. Nguyên Càn vội nói. Nhưng Long cốt Hồng Hoang là trọng bảo của Long tộc, tuy Lâm động tiểu Hữu đã giúp Long tộc việc lớn nhưng dù gì hắn cũng không phải người của Long tộc một trưởng lão khác không kìm được nói. Bảo hắn giao long cốt hồng hoang thì không phải sẽ khiến người đời nói long tộc ta vong ân phụ nghĩa sao? Cũng có trưởng lão phản đối. Nhưng đại thể là quan trọng. Nguyên Càn nhìn những trưởng lão đang tranh luận, rồi nhìn Lâm Động, hẳn là chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu. Nếu Lâm Động chỉ có long cốt viễn cổ thì còn dễ nói. Tuy nó cũng hiếm nhưng ít nhất không khiến các trưởng lão không thể chấp nhận. Nhưng đáng tiếc là hắn lại lấy được bộ long cốt hồng hoang duy nhất của long tộc đường đường là long tộc lại tranh cãi thành ra thế này không phải làm trò cười cho thiên hạ sao bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên nghe thấy nó không chỉ các trưởng lão giật mình ngậm miệng lại mà ngay nguyên càn cũng kinh ngạc ngẩng lên nhìn về phía trước thái tượng trưởng lão lâm động cũng ngẩng lên chỉ thấy không gian đột nhiên biến dạng một lão nhân tay cầm quầy trượng hiện ra từ vẻ mặt mấy người nguyên càn có thể thấy người này có bối phận khá kinh người nhưng da rẻ của người này lại mềm nhãn như thanh niên nhìn vô cùng dị thường quanh người là luồng năng lượng luân hồi mạnh mẽ hơn nguyên càn thậm chí cũng không thua kém thanh trĩ cung nghênh thái thượng trưởng lão các trưởng lão thấy thế vội cúi người thái độ của họ còn cung cần hơn cả với nguyên càn thái thượng trưởng lão ngài xuất quan rồi sao nguyên càn mừng rỡ không ra thì chỉ thể diện của long tộc không còn gì nữa lão nhân chống gậy nói khiến các trưởng lão kia bối rối thái thượng trưởng lão việc này nguyên càn cười khổ Lão nhân kia phẩy tay rồi nhìn lâm động gật gù, gương mặt nở nụ cười cảm thán. Không ngờ long cốt hồng hoang lại bị người ngoại tộc lấy được. Vì không rõ vị thái thượng trưởng lão của long tộc này có thái độ gì nên lâm động, cũng không nói nhiều, chỉ cung tay. Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo của long tộc, nhưng có lẽ cũng vì nó quá quan trọng nên không ai trong long tộc có được. Giờ người đã lấy được nghĩa là có duyên với nó. Hơn nữa, việc mà tiên tổ đã đồng ý thì bọn ta cũng không dám nói gì. Lão nhân đó chậm rãi nói nhưng dù gì hắn cũng không phải người của long tộc một trưởng lão nói cứ giữ mãi quy tắc cũ kỹ thì sớm muộn gì long tộc cũng diệt vong như những bá tộc kia mà thôi lão nhân thản nhiên nói rồi dừng lại nhìn lâm động tiểu hữu không biết người có phản đối việc trở thành trưởng lão long tộc không lâm động nghe vậy thì mừng thầm vội nói ta cầu không được đương nhiên hắn nhận ra vị thái thượng trưởng lão có địa vị rất cao trong long tộc đây đang tìm đường ra cho hắn lão nhân gật gù nắm tay lại ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ biến thành một đạo long ấn tử kim tỏa ra thứ năng lượng kinh người tiểu hữu đây là hình phạt long ấn người cầm nó sẽ có quyền thi hành hình phạt với bất cứ ai trong long tộc từ giờ về sau ngươi chính là hình phạt trưởng lão mà long tộc tín nhiệm lâm động giữ người hắn không hề biết gì về cái gọi là hình phạt long ấn nhưng hắn có thể nhận ra ngay lúc này sắc mặt của các trưởng lão thậm chí nguyên càn đều biến đổi lâm động nhìn từ kim quang ấn trong tay vị thái thượng trưởng lão rồi nhìn vẻ mặt hơi thay đổi của mấy người nguyên càn trong lòng cũng hiểu được ph nào hình như hình phạt trưởng lão không phải hư danh như hán tưởng thái thượng trưởng lão trước hình phạt trưởng lão quá lớn nếu giao cho người ngoại tộc thì có vẻ như không thỏa đáng một trưởng lão không kìm được nói hình phạt trưởng lão có quyền lợi rất lớn trong long tộc nếu tính ra thì còn cao hơn những trưởng lão này một bậc chức vị này trước đây đều do những người rất có uy tín trong long tộc ví dụ như hình phạt trưởng lão đời trước chính là thanh trĩ chỉ có điều sau đó hắn lui về nên chức vị mới để chống nhưng bây giờ lại giao nó cho một người không có chút huyết mạch nào của long tộc sao có thể không khiến họ kinh ngạc những trưởng lão còn lại nhìn nhau thậm chí nguyên càn cũng có phần do dự xem tình hình này chỉ cần lâm động cầm trong tay hình phạt ấn đừng nói người long tộc ngay những người có trong người một chút huyết mạch cũng sẽ chịu sự áp chế của hình phạt ấn đây là vật riêng có của hình phạt trưởng lão lão phu đã nói rồi giữ mãi quy định cũ kỹ sẽ chỉ diệt phong mà thôi thái thượng trưởng lão bình thản nói phẩy tay với mấy người nguyên càn rồi nhìn lâm động cười lâm động tiểu hữu ngươi có đồng ý trở thành hình phạt trưởng lão mới của long tộc không lâm động nhìn vị thái thượng trưởng lão vẻ ngoài thân thiện mà thần bí này thầm cười quả nhiên gừng càng già càng cay rõ ràng thái thượng trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của long cốt hồng hoang đối với long tộc tình hình lúc này họ hiểu về tình về lý đều không thể bắt lâm động giao ra long cốt nếu đã vậy thì chi bằng kéo lâm động về long tộc là xong cái chức hình phạt trưởng lão có lẽ quả thật quyền lợi không nhỏ, nhưng nếu Lâm Động thật sự cầm cái hình phạt ấn này mà làm bừa thì rõ ràng Long tộc vẫn có biện pháp đối phó, tính ra thì họ cũng không phải trả giá gì quá lớn mà vẫn giữ được Long cốt Hồng Hoang ở lại Long tộc. Tuy nói vậy, nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại có phách lực để Lâm Động đảm nhận vị trí hình phạt trưởng lão, điều này cũng khiến Lâm Động kinh ngạc, hắn vốn tưởng chủng tộc xa xưa phần lớn đều cố thủ quy tắc cũ. Nếu thái thượng lão quân đã có lời đương nhiên vãn bối không dám từ chối. Lâm Động bao quyền cung kính nói, có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết tình hình lúc này, nếu không, có lẽ những trưởng lão kia sẽ không nỡ để Long Cốt Hồng Hoang rơi vào người chẳng có chút dây mơ dễ má gì với họ. Còn việc kéo quan hệ với Long Tộc với Lâm Động lại trăm lợi mà chẳng có hại, một trong tứ đại ba tộc có sức uy hiếp không nhỏ trong yêu thú giới, chắc hẳn tin tức này mà truyền đến thú chiến vực thì có lẽ huyết long yêu soái sẽ há hốc mồm lâm động có trong tay hình phạt ấn muốn xử trí một con phi long sáu cánh huyết mạch không thuần chẳng có gì là khó khăn thái thượng trưởng lão thấy vậy gương mặt già nua cũng nở nụ cười sau này ngươi chính là hình phạt trưởng lão của long tộc về tộc quy thì có thể tìm hiểu lúc rảnh rỗi lâm động gật đầu thật ra hắn hiểu rõ tuy hình phạt trưởng lão có thực quyền nhưng rõ ràng không có tư cách nhúng tay vào việc của long tộc hơn nữa hắn cũng chẳng có tâm tư mà để tâm chuyện của long tộc mọi người ai cũng hiểu rõ việc cho hắn thân phận này là muốn hắn có liên hệ với long tộc còn hắn thì an tâm giữ Long cốt Hồng Hoang, đồng thời thỉnh thoảng cầm hình phạt ấn mà cáo mượn hộ uy một tí. Nếu không còn việc gì nữa thì vãn bối xin cáo lui, trong một hai ngày nữa có lẽ phải rời khỏi Long tộc. Lâm Động nhìn Nguyên Càn, lần này hắn đến Long tộc đã làm xong việc quan trọng nhất, có ở lại thêm cũng không cần thiết, ở thú chiến vực vẫn còn việc cần làm, hơn nữa không biết hiện giờ Tiểu Điêu đã về Thiên Yêu điêu tộc chưa, có lẽ chỗ hắn cần giúp đỡ. Ưm, Nguyên Càn nghe vậy Nhìn thái thượng trưởng lão, thấy lão khẽ gật đầu thì vậy ai? Đoạn đào, người đưa lâm động tiểu hữu sắp xếp nghỉ ngơi, nếu tiểu hữu muốn rời đi thì ngươi tiễn một chặng. Rõ, đoạn đào ở phía sau cung kính đáp, rồi cười với lâm động. Đi thôi, lâm động trưởng lão. Lâm động nghe tiếng sưng hô đó, mà không khỏi cười khổ, rồi bao quyền với mọi người sau đó quay người đi. Các trưởng lão nhìn theo thân ảnh lâm động, cùng thầm thở dài, lòng cốt hồng hoang xuất thế đó vốn là đại sự kinh thiên của long tộc nhưng nào ngơ giờ lại thành ra thế này hắn ta không tầm thường đâu đừng thấy bây giờ hắn có lợi ích của long tộc việc sau này không ai nói rõ được thái thượng trưởng lão nheo mắt trong đôi mắt thâm sâu đầy ý nhị khẽ nói gọi được ý chí của thôn vệ chủ ra hà hà việc này không phải người thường làm được đâu nói rồi thái thượng trưởng lão quay sang các trưởng lão giọng nói có phần ngưng trọng sau này đối đãi với hắn như trưởng lão thật sự của long tộc lễ kính ba phần lệnh này không được vi phạm mọi người nghe thế cũng không dám phản bác chỉ cung kính đáp lời ngày hôm sau khi lâm động bước ra khỏi phòng thì đã thấy đoạn đào chờ ở đó từ sớm đoạn đào thấy lâm động thì cười hà hà tiến lại vẻ mặt thân thiện hơn trước không ít trong sự thân thiện này cũng có chút kính ý việc lâm động có được long cốt hồng hoang đã truyền khắp long tộc đương nhiên nó đã tạo nên sự chấn động lớn đặc biệt khi những người khác biết ngay thái thượng trưởng lão cũng ra mặt để lâm động trở thành hình phạt trưởng lão thì họ không khép được miệng lại hẳn đây là lần đầu tiên trong lịch sử long tộc cho người ngoại tộc đảm nhận chức vụ hình phạt trưởng lão lâm động tiểu ca thật sự không ở lại sao đoạn đào cười ở thú chiến vực ta còn có một số việc nên phải về đó một chuyến lâm động lắc đầu tuy sau trận chiến ở thần vật sơn mạch địa vị và danh tiếng của lô uyên sơn ở thú chiến vực đã không thua kém tam đại yêu soái nhưng căn bản chưa ổn định vì thế hắn phải lưu tâm nhiều dù sao sau này khi về đông huyền vực lôi huyền sơn có thể coi là vốn liếng của ba huynh đệ họ đoạn đào nghe vậy cũng không ngăn cản nữa gật đầu nói vậy thì đi thôi không gian chuyển dịch đã chuẩn bị xong rất na lâm động tiểu ca sẽ về thú chiến vực thôi dứt lời đoạn đào quay người dẫn đường lâm động cũng nhanh chóng theo sau hai người bay qua long tộc dọc đường thấy không ít tộc nhân khi nhìn thấy lâm động sắc mặt họ đều có phần cổ quái ánh mắt vốn cao ngạo giờ đã có chút ý sợ điều này khiến lâm động thấy ngạc nhiên xem ra hình phạt trưởng lão là chức vụ không tầm thường cuối cùng hai người đến một đỉnh núi không gian ở đó đã trở nên hỗn loạn lâm động nhìn thấy nguyên càn vì tộc trưởng long tộc lại đích thân ra tay tiễn lâm động hà hà lâm động tiểu hữu tuy người vốn không có huyết mạch long tộc nhưng trong thân thể đã có long cốt từ phương diện nào đó mà nói thì cũng coi như người của long tộc ta rồi nguyên càn thấy lâm động thì nở nụ cười lần này vãn bối đã có lợi ích sau này long tộc cần gì vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức lâm động bao quyền trịnh trọng nói hắn trước nay luôn ân oán phân minh nếu long tộc gây sự với hắn vì long cốt hồng hoang thì có lẽ sau này hắn sẽ mặc kệ nhưng họ lại có hành động có thể nói là tốt nhất về hắn điều này thật sự đã có được thiện cảm của lâm động từ mặt khác mà nói cũng không thể không nói thủ đoạn của thái thượng trưởng lão cao minh sách lược mềm mỏng này cũng giúp long tộc có thể một vị minh hữu tiềm lực lớn lao tuy thực lực vị minh hữu này chưa lọt pháp nhãn của long tộc nhưng có lẽ sau này sẽ mạnh lên bằng Long tộc, chưa biết chừng còn phải nương nhờ hắn, chuyện sau này sao nói rõ cho được. Nguyên Càn cũng khá hài lòng với lời nói của Lâm Động, gật đầu cười, rồi nắm tay lại, một cái đồ đằng to bằng bàn tay hiện ra, đưa Lâm Động. Từ nay về sau ngươi là người của Long tộc, Thái thượng trưởng lão bảo ta đưa ngươi cái này, nếu gặp phiền phức gì cứ bóp vỡ nó, Long tộc sẽ đến giúp. Lâm Động nghe vậy không khỏi mỉm cười, vị Thái thượng trưởng lão cũng thật chu đáo nhưng hẳn là lão quan tâm đến long cốt hồng hoang trên người lâm động hơn dù gì thì nếu lâm động gặp bất chắc thì long cốt hồng hoang sẽ rơi vào tay kẻ khác tuy kẻ khác chưa chắc đã chịu đựng nổi long cốt hồng hoang nhưng cũng là tổn thất lớn đối với long tộc nhưng lâm động cũng không bận tâm đến việc đó dù sao hắn cũng hiểu từ giờ về sau hắn đã có quan hệ khá mật thiết với long tộc điểm tựa này không dựa vào thì thật phí trận pháp chuyển dịch đã xong thấy lâm động nhận lấy đồ đằng nguyên càn nhìn sang vùng không gian phía sau cười nói lâm động gật đầu rồi lại trịnh trọng bao quyền hành lễ trầm giọng nói vãn bối cáo tư dứt lời hắn lập tức bay vào trong vùng không gian kia thân thể hắn dần biến dạng rồi biến mất không gian dần trở lại yên tĩnh nguyên càn nhìn về nơi lâm động biến mất khẽ thở dài lầm bầm mong là đúng như thái thượng trưởng lão nói lần này long tộc đã trả giá rất đáng thú chiến vực lôi uyên sơn lôi uyên sơn hiện nay đã náo nhiệt hơn hai tháng trước gấp mấy lần quy mô tổng bộ cũng mở rộng hơn rất nhiều giữa những dãy sơn mạch không ngừng tỏa ra những luồng năng lượng cường đại trên không trung thậm chí thỉnh thoảng còn có những đội tuần tra bay ngang qua ánh mắt sắc bén quét trong ngoài lôi uyên sơn nhờ vào trận chiến ở thần vật sơn mạch mà lôi uyên sơn coi như đã triệt để quật khởi danh tiếng lôi uyên sơn hiện nay đã không thua kém ba thế lực của ba đại yêu soái cộng thêm với việc lâm động có được huyền thiên điện đủ để khiến rất nhiều thế lực và cường giả phải đỏ mắt ghen tị vì thế khi lệnh chiêu mộ của lôi uyên sơn vừa được phát ra không lâu thì các lộ hào cường đã đổ về đây như nước lũ những mong vào được lôi uyên sơn để có thần vật nhưng đương nhiên lôi uyên sơn cũng có phòng bị đối với những người này không chỉ điều kiện chiêu mộ hà khắc mà bắt buộc phải có được mức cống hiến nào đó mới được có thần vật hơn nữa cống hiến này cần phải dẫn người đi mở rộng cương thổ cho lôi uyên sơn và thu hoạch tài nguyên về mới có được nói tóm lại là không hề dễ dàng điều này những cường giả kia cũng hiểu rõ nhưng dù gì thần vật cũng hiếm có nếu có được một món thì sẽ tăng được không ít chiến lực. Hơn nữa, Lôi Uyên Sơn cũng không còn như trước đây. Trong thú chiến vực, dù là thế lực của ba đại yêu soái kia cũng không dám đến gây sự nữa, vào được đó cũng là được bảo đảm. Vì thế, cho dù điều kiện của Lôi Uyên Sơn rất hà khắc nhưng người người vẫn lũ lượt đổ về. Động tĩnh này của Lôi Uyên Sơn đã khiến cả thú chiến vực phải nhìn bằng con mắt khác. Ai cũng bắt đầu cảm giác được rằng thế lực trước đây giống như vũng nước tù động đã bắt đầu có sức sống có lẽ không lâu nữa là lôi uyên sơn sẽ trở thành thế lực tỏa sáng nhất thú chiến vực trên đỉnh núi chính của lôi uyên sơn là một khu tòa những tòa điện nguy nga phía trước tòa điện hùng vĩ nhất là một khu quảng trường rộng vạn trường trong quảng trường lúc này là vô số những thân ảnh đang ngồi bàn tọa tĩnh lặng mà vững vàng như bàn thạch trên người tòa ra thứ hùng sát khí linh người mỗi người họ đều mặc một bộ giáp đen phủ đầy những đường hoa văn thần bí thấp thoáng có thể thấy những hoa văn đó chuyển động theo nhịp thở của họ phát ra thứ năng lượng cường đại như ẩn như hiện Nhìn kỹ thì sẽ thấy, họ có hàng nghìn người nhưng nhịp thở lại hoàn toàn đều nhau, khí tức tỏa ra từ cơ thể họ rồi ngưng tụ trên không trung, thấp thoáng hình thành nên một con cự hổ khổng lồ. Con cự hổ đang nằm phủ phục trên trong trung như đang ngủ say, nhưng ai cũng biết, khi đôi mắt kia mở ra thì sẽ thể hiện ra sự hung bạo đến mức nào. Xung quanh quảng trường thỉnh thoảng lại có các bộ của Lôi Uyên Sơn đi qua, khi đi qua đội quân này, họ đều nhìn với ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ ai cũng biết hổ vệ quân chính là đội quan có chiến lược kinh người nhất lôi uyên sơn tất cả bọn họ đều được trang bị thần vật quy mô như vậy đủ để khiến bất cứ thế lực nào ghen tị. đương nhiên trong lôi uyên sơn cũng chỉ có hổ vệ quân là được đãi ngộ đặc biệt như vậy điều này cũng khiến rất nhiều người liều mình muốn vào nhưng rõ ràng đó không phải việc dễ dàng cuộc tuyển chọn ác liệt khiến không ít cường giả tự đánh giá mình rất cao cũng phải thấy ra đầu tê dại trong tòa điện nguy nga đối diện quảng trường có một vài đôi mắt đang nhìn đội hổ vệ quân với ánh mắt rực trái Hà hà, có lẽ chỉ với đội hổ vệ quân này cũng đủ để chống chọi với cường giả chuyển luân cảnh rồi. Trong đại điện, có một vài người đang ngồi, trong đó cũng có những gương mặt khá quen thuộc, nhìn kỹ thì thấy đó chính là Thiên Long, Quỷ Điêu và Kim Viên Yêu soái người vừa lên tiếng là Kim Viên Yêu soái mặc kim giáp. Ở vị trí cao nhất đại điện, tiểu viêm thân hình như tòa tháp, gương mặt thô giáp bao phủ bởi sát khí. Ngay cả khi đối mặt với thủ lĩnh của ba thế lực mạnh nhất thú chiến vực hắn vẫn không hề sợ hãi, chỉ nhếch môi cười các ngươi đến lôi uyên sơn chắc không phải để nói mấy lời thừa thãi đó chứ hiển nhiên tiểu viêm không hề có thiện cảm với mấy kẻ đã gây sự với hắn ở thần vật sơn mạch lôi uyên sơn hiện nay cũng không phải sợ chúng nữa vì thế tiểu viêm nói chuyện chẳng cần khách khí thiên long yêu soái bị thái độ của tiểu viêm làm cho gân xanh trên trán giật giật nhưng hắn cũng hiểu lôi uyên sơn hiện nay không còn như xưa không nhắc đến tên biến thái đến từ thiên yêu điêu tộc kia chỉ riêng tiểu viêm ngày một mạnh hơn kia cũng khiến hắn thấy phải dài chừng hắn biết rằng nếu tiểu viêm liên hợp với hồ phệ quân thì dù là hắn cũng sẽ thất bại thảm hại hơn nữa còn có tên lâm động kia lại càng khiến hắn e dè thậm chí thấy sợ ba huynh đệ này đều không nên động vào ha ha bọn ta đến làm gì chắc viêm soái cũng biết rồi gần đây chuyện đó đã gây rất nhiều náo động kim viên yêu soái cười khổ thở dài tiểu viêm mặt lạnh lùng nói mang sơn vực có ân oán với ba đại yêu soái các ngươi chẳng liên quan gì đến lôi uyên sơn ta cả đương nhiên tiểu viêm biết chuyện mà kim viên nói là gì gần đây cả thú chiến vực đều vì chuyện này mà chấn động thậm chí động tĩnh cũng không hề nhỏ hơn việc ở thần vật sơn mạch mà khởi nguồn của việc đó đến từ mang sơn vực ngay sát cạnh thú chiến vực mang sơn vực cũng là một vùng địa vực rộng lớn diện tích không hề nhỏ hơn thú chiến vực hai địa vực này bình thường nước xong không phạm nước giếng nhưng sự việc ở thần vật sơn mạch lan truyền đã gây nên một vài động tĩnh một trong số đó là sự xâm phạm của mang sơn vực đối với thú chiến vực mà sự xâm chiếm này đương nhiên phải nhằm tới ba đại yêu soái có địa vị cao nhất thú chiến vực trước tiên ba đại yêu soái đương nhiên rất tức giận vì hành động đó tuyên chiến đó của mang sơn vực chỉ là dù tức giận thế nào thì cứ nghĩ đến thực lực của mang sơn vực là sắc mặt ba người lại không hề dễ coi chút nào mang sơn vực khá có danh tiếng trong yêu thú vực vì đây là một trong số ít địa vực thật sự được thống nhất nó không giống thú chiến vực có nhiều thế lực đấu tranh với nhau cả mang sơn vực chỉ có một thế lực duy nhất gọi là mang sơn trong mang sơn có năm kẻ đứng đầu đều có thực lực chuyển luân cảnh cường giả dưới trướng thì nhiều vô kể thế lực ba đại yêu soái tuy không vừa nhưng so với mang sơn thì vẫn yếu hơn rất nhiều đây cũng là điều khiến ba đại yêu soái gần đây vô cùng đau đầu đánh thì không lại nhưng rút lui cũng không được vì thế mà họ đành tìm đến lôi uyên sơn dù sao nếu có lôi uyên sơn liên thủ thì mang sơn có lẽ sẽ rẻ chừng hơn viêm soái mang sơn tấn công cả thú chiến vực thế lực ba đại yêu soái bọn ta danh tiếng ở bên ngoài đương nhiên sẽ bị nhằm vào trước tiên. Nếu bọn ta bại thì những thế lực khác trong thu chiến vực có lẽ cũng sẽ quy hàng hoặc bỏ đi. Đến lúc đó lôi uyên sơn không thể yên lành một mình được. Quỷ điêu nhìn tiểu viêm, ngừng một chút rồi nói. Hơn nữa mang sơn lần này, có hành động này có lẽ không thể không liên quan đến thần vật bảo hố. Thứ đó, hiện tại đang trong tay lôi uyên sơn, người nghĩ sau khi giải quyết được bọn ta, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao. Ta biết các người có vị huynh đệ thiên yêu điêu, nhưng bối cảnh mang sơn cũng rất phức tạp, vì thần vật bảo hố, có lẽ hắn sẽ không dè chừng điều đó đâu. Tiểu viêm hơi cho mày, đương nhiên hắn cũng hiểu điều này, nhưng bảo hắn lên cùng một con thuyền với ba đại yêu soái kia thì thật ngu xuẩn. Khi nào phiền phức đến thì lôi uyên sơn tự sẽ có cách, không phiền các người lo lắng. Ngươi! Thiên Long yêu soái thấy tiểu viêm như vậy thì không kìm được nổi điên, đập một phát khiến cái bàn nổ tung. Xoạt xoẹt! Ngay lập tức, trong đại điện nổi gió, một vài thân ảnh hiện ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, thậm chí hổ phệ quân phía trước đại điện cũng mơ hồ vang lên tiếng hổ gầm. Thiên Long Yêu Soái, đây là Lôi Uyên Sơn của ta, e là không đến lượt ngươi làm cả. Tiểu Viêm nhìn Thiên Long Yêu Soái để sát khí, lạnh lùng quát. Sắc mặt Thiên Long Yêu Soái tím tái lại, tuy trong lòng bạo nộ, nhưng nghĩ đây là đại bản doanh của Lôi Uyên Sơn, bên ngoài lại có hổ phệ quân cũng đành nuốt giận. Viêm Soái sự việc nặng nhẹ thế nào ngươi cũng đã rõ, ngươi cho bọn ta một lời đi. Mang Sơn đã dựng lôi đài, năm kẻ đứng đầu đều ra mặt, mà bọn ta chỉ có ba người. Kim Viên bất lực nói. Tiểu Viêm cũng trầm mặc, một lúc sau mới nói. Việc này quan trọng, đợi đại ca ta về mới định đoạt được. Hắn đã biến mất hai tháng rồi, e là chúng ta không còn nhiều thời gian để đợi nữa. Kim Viên cười khổ. Thế nhưng ngay khi Kim Viên vừa dứt lời, thì vẻ mặt Tiểu Viêm bỗng thay đổi, ngẩng lên nhìn ra cửa lớn của đại điện ở đó có một thân ảnh bước vào rồi tiếng cười quen thuộc vang lên ha ha vừa về là có náo nhiệt ba vị yêu soái vẫn khỏe chứ đại ca tiểu viêm mừng rỡ đứng dậy thân ảnh phía cửa cũng khẽ động thân rồi xuất hiện trên vị trí trên cao còn lại cười nhìn ba đại yêu soái đó chính là lâm động vừa trở về từ long tộc lâm động cười sự việc thế nào ta đã biết mang sơn đúng là rất khó đối phó nhưng cũng không phải không có cách ồ ba người bọn kim viên kinh ngạc nhìn lâm động thực lực mang sơn rất ngang ngược chẳng qua vì chúng đoàn kết vì thế muốn đối phó chúng rất đơn giản chỉ cần biến thú chiến vực thành một sợi dây thường là được lâm động mỉm cười nụ cười có thầm ý khó hiểu đây chính là cơ hội tuyệt hảo để mở rộng lôi uyên sơn biến thành một sợi thừng ba người thiên long yêu soái đều khựng người ngẩng lên nhìn lâm động đang tươi cười hỏi ý ngươi là gì hẳn là ba vị hiểu ý của ta Lâm Động mỉm cười, rồi nói với vẻ bất cần. Thú chiến vực giống như một địa cát rời rạc, rối loạn, muốn chống lại Mang Sơn chỉ còn cách liên minh các thế lực lại. Thú chiến vực vốn dĩ đã rối loạn, nhưng đến 89 phần đều dựa vào bốn đại thế lực chúng ta. Chỉ cần chúng ta có ý kiến này thì đương nhiên trở thành xu hướng chính. Lâm Động cười híp mắt lại nói. Hiện nay tuy Lôi Uyên Sơn đang nhanh chóng mở rộng, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức độ Lâm Động cần. Nhưng tình hình lúc này lại gấp gáp, đôi khi ăn quá nhanh sẽ tự khiến mình nghẹn chết mà lúc này chính là cơ hội rất tốt nếu thật sự thúc đẩy sự liên minh giữa các thế lực trong thú chiến vực tuy sau khi liên hợp lôi uyên sơn không giành được quyền khống chế nhưng lâm động có lòng tin sẽ dần dần khiến lôi uyên sơn trở thành người thống trị cả liên minh đến lúc đó có lẽ ba đại yêu soái cũng phải đứng dưới trướng của lôi uyên sơn vẻ mặt thiên long yêu soái khó hiểu việc liên minh này chúng đã từng nghĩ đến nhìn từ mặt nào đó thì chỉ cần chúng đồng ý là không có gì khó cả nhưng một khi liên minh hình thành thế lực mới lớn giống như mang sơn thì ai sẽ nắm quyền chính lâm động có tham vọng đồng hóa các thế lực khác nhưng lẽ nào ba đại yêu soái kia chưa từng nghĩ đến chỉ là thực lực ba bên không đủ để đối phương chịu nhún nhường hà hà chỉ cần ứng phó một mang sơn thôi không cần thiết phải trịnh trọng như vậy chứ quỷ điêu yêu soái cười khan ở chỗ mình hắn có quyền khống chế tuyệt đối nhưng khi liên minh hình thành thì hiển nhiên uy tín của hắn sẽ sụt giảm hôm nay có mang sơn chưa biết chừng mau sẽ có miên sơn đến lúc đó không lãi lại thêm một trận nữa đây là biện pháp xử lý tận gốc việc này hơn nữa tuy ba vị có danh tiếng không nhỏ ở thú chiến vực nhưng cũng chỉ có một vùng địa bàn nhỏ bé nếu chúng ta liên hợp lại thực lực tăng mạnh sau này chưa biết chừng lãnh thổ sẽ không chỉ giới hạn trong thú chiến vực lâm động cười đương nhiên nếu chỉ làm bá chủ một vùng đất nhỏ nhoi mà ba vị đã hài lòng thì coi như ta chưa nói gì nghe lâm động nói vậy ba người thiên long yêu soái đều xếp chặt tay ánh mắt có phần thâm trầm bỗng nhiên lóe tia lửa mấy người này có thực lực không tồi dã tâm hiển nhiên không nhỏ không phải chúng chưa từng nghĩ đến việc gây dựng danh tiếng lớn hơn nhưng hiện tại thì chúng chưa đạt được giới hạn nào đó chúng không có bối cảnh quá kinh người tuy thiên long yêu soái có chút quan hệ với long tộc nhưng rõ ràng không có nhiều quyền phát ngôn trong tộc cho dù thực lực của hắn có thể sánh ngang với một số trưởng lão vì thế trong thú chiến vực chúng có thể trở thành bá chủ một phương nhưng nhìn rộng ra cả yêu thú giới thì nhiều nhất chỉ có chút danh khí mà thôi. Vì thế những đại vật như mang sơn thống nhất một địa bàn không hề nề mặt, nói đánh là đánh. Dù bị ấm ức nhưng chúng cũng không có cách nào. Hình thành liên minh chẳng nhẽ người sẽ có cách khiến chúng ta có bối cảnh mà kẻ khác không dám coi thường. Kim viên sắc mặt biến đổi rồi trầm giọng nói. Sở dĩ mang sơn thống trị được mang sơn vực vì đó là phạm vi quản hạt của cửu phụng tộc, mà ngũ đại đầu lĩnh của mang sơn vực đều trung thành với cửu phụng tộc. Cửu phụng tộc lâm động khựng người rõ ràng hắn không ngờ mang sơn lại có quan hệ với cử phụng tộc một trong tứ bá tộc chẳng trách mà mấy người bọn kim viên lại dè chừng như vậy bọn ta biết người có vị huynh đệ thiên yêu điêu tộc nhưng ngay cả hắn cũng khó lòng khiến thiên yêu điêu tộc trở thành chỗ dựa cho chúng ta đúng không thiên long yêu soái cười nhạt lâm động nhìn thiên long yêu soái huynh đệ ta tạm thời không thể đại diện cho thiên yêu điêu tộc nhưng ta có thể khiến chúng ta có quan hệ với long tộc long tộc kim viên và quỳ điêu yêu soái đều sững người sắc mặt cổ quái nhìn sang thiên long yêu soái ở đây cũng chỉ có thiên long yêu soái là có chút quan hệ với long tộc vậy mà lâm động lại nói vậy trước mặt hắn xem ra có phần buồn cười vì long tộc hành sự trung lập không thể đồng ý thành chỗ dựa cho chúng ta được ta dựng nên huyết long điện bao năm nay nhưng long tộc cũng không trợ giúp gì nhiều huống hồ là ngươi thiên long yêu soái châm chọc ngươi là ngươi ta là ta lâm động hơi cụp mắt Tiếng nói lạnh nhạt cũng có phần châm chọc. người có tư cách gì nói như vậy? Thiên Long Yêu Soái tức giận, cười khẩy. Nếu ngươi cho rằng chỉ nói ra ba câu là khiến bọn ta đồng ý với đề nghị của ngươi thì quá ngây thơ đấy. Thiên Long Yêu Soái, ngươi ăn nói khách khí một chút. Ánh mắt Tiểu Viêm đầy sát khí nhìn Thiên Long Yêu Soái, quát. Lâm Động xua tay, nhìn Thiên Long Yêu Soái với ánh mắt thích thú, rồi cong ngón tay lại búng một cái, một đạo tử kim quang bắn ra tay hắn cầm một đạo tử kim quan ấn quỳ oải nói thiên long yêu soái ngươi nhận ra cái này không thiên long yêu soái lập tức nhìn về phía tay lâm động rồi kim viên và quỳ điêu yêu soái nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của hắn đông cứng lại thay vào đó là sự chấn động và kinh ngạc đây đây là hình phạt ấn của long tộc tại sao lại nằm trong tay ngươi thiên long yêu soái kinh ngạc rồi giận dữ quát lên ngươi dám trộm hình phạt ấn của long tộc ngươi muốn chết hả ngươi có biết đấy là trọng tội không tội đây là thái thượng trưởng lão giao cho ta ta có tội gì lâm động cười nhìn thiên long yêu soái rồi ánh mắt dần lạnh băng ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của long tộc thân là người của long tộc người có biết tội cãi lại là gì không sắc mặt thiên long yêu soái thay đổi gầm lên nói lão hình phạt trưởng lão sao có thể để một người ngoại tộc ngươi đảm nhận vẻ mặt lâm động lãnh đạm chậm rãi đứng dậy tay cầm hình phạt ấn bề mặt xa hắn dần trở nên nóng ánh một thứ uy lực khó lòng hình dung trào dâng bao phủ toàn bộ đại điện cùng với luồng áp lực đó không khí dường như đặc quánh thậm chí sắc mặt của hai người kim viên yêu soái cũng trở nên nặng nề chúng có thể cảm nhận được mức độ thuần chính của luồng áp lực đó long uy thuần chính như vậy dù là những cường giả có huyết mạch long tộc chính tông nhất cũng không có được hai người nhìn sang thiên long yêu soái thì thấy sắc mặt hắn tái nhợt thân là người của long tộc uy lực của long cốt hồng hoang tỏa ra từ cơ thể lâm động đương nhiên có khả năng áp chế rất lớn với hắn uy lực này thiên long yêu soái run rẩy nhìn lâm động ánh mắt hắn dường như nhìn xuyên qua cơ thể lâm động nhìn thấy bộ long cốt giống như ngọc long cuộn mình lan tỏa thứ áp lực vô cùng tận là long cốt lẽ nào ngươi có long cốt viễn cổ thiên long yêu soái thất thanh hắn cảm nhận được sự ngang ngửa của long cốt thứ uy lực đó ấy là chỉ long cốt viễn cổ mới có được lâm động khẽ nhớn môi cũng lười giải thích chắc hẳn long cốt viễn cổ đã đủ chấn nhất thiên long yêu soái vì thế cũng không cần thiết phải sửa lại ta đã vào viễn cổ hóa long đàm một chuyến giờ ngươi còn vấn đề gì không lâm động bình thản nói viễn cổ hóa long đàm thiên long yêu soái lầm bầm đó là thánh địa mà hắn vẫn mong hướng tới long cốt trong người hắn mới chỉ là trung đẳng nếu vào được hóa long đàm chắc hẳn sẽ nâng cao được mức độ thuần chính của huyết mạch nhưng đáng tiếc hắn không có tư cách để vào đó tuy hắn là người của long tộc nhưng chỉ là nhân vật phụ thuộc nếu không phải hắn đạt thực lực chuyển luân cảnh thì có lẽ cũng không được sự chấp nhận của long tộc thiên long Bái kiến hình phạt trưởng lão. Cuối cùng Thiên Long Yêu Soái cũng sực tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ của Long tộc. Trong Long tộc quy tắc rất thâm nghiêm, hình phạt trưởng lão lại có quyền chỉ thua tộc trưởng. Hắn biết nếu thật sự đắc tội Lâm Động thì mình sẽ chẳng dễ chịu gì. Lúc này Thiên Long Yêu Soái đã thu lại thái độ bất kính đối với Lâm Động. Lâm Động có trong tay hình phạt ấn có tác dụng áp chế với mọi thành viên Long tộc, vì thế hắn hiểu, nếu Lâm Động muốn dùng hình phạt ấn để giải quyết hắn thì e là hắn sẽ vô cùng thê thảm thấy cuối cùng kẻ kiệt ngao bất thuận kia cũng thuần phục, lâm động trong lòng thở phào, phẩy phẩy tay nói. Ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm, nếu hình thành liên minh thì ta sẽ cho các người được sự bảo vệ của long tộc, giờ các người có vấn đề gì không? Ba đại yêu soái nhìn nhau. Thiên long, tuy người ngoài rất khó vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng có lẽ sau này ta sẽ nghĩ cách giúp người. Lâm động cười. Thiên long yêu soái nghe vậy thì thân thể hơi run, ngẩng lên nhìn lâm động, rồi gật mạnh đầu mọi việc đều theo lời trưởng lão hắn không thể kháng cự được sức hấp dẫn ấy hai vị đã gặp nhị đệ của ta hắn là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng thiên yêu điêu nếu thành công thì sau này hắn sẽ thống trị thiên yêu điêu tộc lúc đó chúng ta cũng sẽ kéo quan hệ thiên yêu điêu tộc với long tộc điều này nghĩa là gì có lẽ các vị cũng hiểu lâm động nhìn sang hai người kim viên mỉm cười hai người đó há mồm sâu trong ánh mắt có lửa rực cháy nếu thật sự có hai đại bá tộc làm hậu thuẫn thì danh tiếng chắc chắn sẽ uy chấn yêu thú giới vinh dự này cả yêu thú giới cũng rất hiếm có sau một chút lưỡng lự cả hai nhìn nhau rồi cùng gật mạnh đầu tốt lâm động thấy vậy gương mặt nở nụ cười hài lòng đã lên thuyền của hắn rồi muốn xuống cũng khó đó trong đại điện sau cái gật đầu của ba người thiên long yêu soái không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn mấy người trần thông ở bên cạnh thì sững sờ nhìn lâm động họ thực sự không ngờ chỉ chưa đến nửa giờ mà lâm động đã thuyết phục được ba đại thế lực đã xưng bá ở thú chiến vực mấy chục năm nay là người của thú chiến vực họ khá hiểu về vùng địa vực hỗn loạn này hiển nhiên muốn thống nhất nó không phải chuyện dễ trong đó trở ngại lớn nhất chính là ba đại yêu soái kia nhưng hiện nay trở ngại lớn nhất đã bị phá vỡ hoàn toàn trước những lời nói của lâm động có được sự đồng ý của những người đó thì thú chiến vực thật sự đã có khả năng thống nhất có thể tưởng tượng khi liên minh được hình thành thú chiến vực sẽ có một thế lực mới rất lớn Thế lực này sẽ vượt xa bất cứ thế lực nào của thú chiến vực trước đây, thậm chí nhìn rộng ra cả yêu thú giới, thế lực này cũng sẽ có danh tiếng không nhỏ. Thật không hổ là Lâm động đại nhân. Bọn Trần Thông nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc và chấn động từ trong mắt đối phương, việc này có lẽ cả thú chiến vực cũng chỉ có hắn làm được. Nếu ba vị đã đồng ý, vậy chúng ta có thể thông báo tin này được rồi, nhưng thú chiến vực lâu nay vốn đã hỗn loạn, dù chúng ta muốn có liên minh, nhưng chắc sẽ có không ít trở ngại, thiết nghĩ chắc các vị biết cách giải quyết những trở ngại đó phải không lâm động mỉm cười nhìn ba người thiên long yêu soái hành động quy mô lớn thế này có trợ ngại là chuyện đương nhiên nhưng bọn ta sẽ giải quyết gọn gờ thiên long yêu soái cười nụ cười đầy sát khí mấy người này cũng rất hiểu thú chiến vực nhưng đó không phải vấn đề lớn phàm là những kẻ phản đối cứ giết hết là xong chắc hẳn những thế lực khác cũng không dám nói gì nhiều trong quá trình thống nhất khó tránh khỏi cảnh máu tanh lâm động khẽ gật đầu rồi hơi tựa vào ghế việc liên minh này không thể hoàn thành trong vài ngày nhưng mọi người đã lên cùng một con thuyền rồi thì phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt nói về cái gọi là thiên lôi đài đi ta cũng muốn xem xem mang sơn rốt cuộc ngang ngược thế nào kim viên yêu soái gật đầu trầm ngâm nói cuộc chiến giữa hai đại địa vực kiểu này một khi đã khai khởi thì cũng lớn như chiến tranh vậy cả hai bên đều sẽ tổn thất vô cùng lớn vì thế mang sơn đã lựa chọn hình thức thiên lôi đài thật ra cũng đơn giản chẳng qua chỉ là một loại đấu lôi đài mà thôi chỉ là những người tham gia bê buộc phải có thực lực chuyển luân cảnh hoặc gần bằng thế thiên lôi đài thắng ba trong năm trận là thắng mỗi bên chọn ra năm người chắc hẳn cả năm kẻ đứng đầu mang sơn đều sẽ ra mặt còn bên ta chỉ có ba người bọn ta là chuyển luân cảnh đương nhiên nếu cộng thêm ngươi và viêm soái thì cũng không kém chúng để tiểu viêm một mình đánh một chuyển luân cảnh thì hơi quá sức lâm động cho mày đại ca thiên lôi đài không phân biệt hình thức nếu đệ lên đài thì có thể đem theo hfq tiểu viêm cười hắn hiện nay nếu cộng với hồ vệ quân thì tuyệt đối có khả năng đối phó một truyền luân cảnh lâm động nghe vậy thì gật đầu nói nếu thua thì sao ba người kim viên yêu soái nhìn nhau thấp giọng nói cắt một nửa công vực của thú chiến vực nhập vào mang sơn vực đương nhiên nếu chúng thua thì cũng phải cắt một nửa mang sơn vực nhập vào thú chiến vực nghe thế dù với định lực của lâm động mi mắt cũng phải giật mấy cái một nửa thú chiến vực đó là địa bàn rộng lớn thế nào chứ trong đó có bao nhiêu tài nguyên cuộc chiến này đúng là một vụ cá cực lớn nếu chúng ta không đồng ý giả quyết bằng hình thức thiên lôi đài thì mang sơn sẽ phát động chiến tranh đến lúc đó nếu thua thì sẽ mất hoàn toàn quyền khống chế thú chiến vực thiên long yêu soái nói lâm động khẽ gật đầu so với chiến tranh quy mô lớn thì rõ ràng thiên lôi đài vẫn khả dĩ hơn nếu vị huynh đệ thiên yêu điêu của ngươi ở đây thì chúng ta không phải sợ năm kẻ đứng đầu mang sơn Quỷ điêu nói. Lâm Động quay sang nhìn tiểu viêm, hắn lắc đầu nói. Trước đây không lâu nhị ca về thiên yêu điêu tộc, dường như huynh ấy có việc gấp, vì thế lần này không thể ra mặt được. Quỷ điêu nghe vậy, thì vẻ mặt hiện lên sự thất vọng, nếu có tiểu điêu, thì với thân phận của hắn, dù là cửu phụng tộc cũng phải dè chừng phần nào. Không phải lo, nếu mọi người đã đồng ý liên minh, thì ta sẽ có cách để vượt qua cửa ải khó này. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, giọng nói khá bình thản ba người thiên long yêu xoái nhìn vẻ mặt thản nhiên không lo lắng của lâm động rồi khẽ gật đầu hai tháng không gặp họ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của lâm động đã tăng tiến hơn nữa thứ uy lực thấp thoáng tỏa ra kia cũng khiến họ phải giật mình rồi liên tưởng đến sự lợi hại của lâm động khi ra tay với họ hai tháng trước trong lòng họ đều thầm thở phào người trước mắt kia không thể đánh giá bằng lẽ thường được họ đã đích thân thể nghiệm rồi đồng thời họ cũng không nghĩ lần này thực sự sẽ chiến thắng mang sơn chỉ cần đánh hòa khiến chúng rẻ chừng rồi bãi chiến thì họ đã có thể coi là thắng lợi rồi còn về việc chiến thắng năm kẻ đứng đầu kia thì tạm thời đừng nghĩ quá nhiều họ biết rõ mức độ khó khăn của nó cho dù có lâm động và tiểu viêm tham gia mang sơn đã gửi thư khiêu chiến hiện tại bọn ta chưa hồi đáp vì chưa có đủ năm người đấu lại chúng nhưng hiện giờ chắc có thể hồi đáp rồi đúng không kim viên yêu soái nhìn lâm động hỏi được lâm động mỉm cười khẽ nói được ba người kim viên yêu soái vẻ mặt đều ánh lên chiến ý những ngày qua quả thực họ đã bị mang sơn chèn ép khá thê thảm nhưng vì e rè thực lực và bối cảnh của đối phương mà nhẫn nhịn liên tục nhưng hiện nay lâm động đã hóa giải sự e ngại đã không thể nhịn nữa thì không cần phải nhịn ngoài ra đã định kết liên minh thì đương nhiên phải có tên chú ý lại do lâm động tiểu ca đưa ra vậy thì thiên long yêu soái cười cười hiện nay thái độ của hắn với lâm động hiển nhiên đã nhiệt tình hơn hẳn hắn là người biết rõ nhất hình phạt trưởng lão đại diện cho điều gì. Liên minh do bốn bên chúng ta hình thành nên, vậy gọi là tứ tượng cung đi. Chư vị nghĩ sao? Lâm Động khẽ cười. Lấy tứ tượng làm tên, cũng rất bá khí. Ba người kim viên yêu soái lầm nhầm, rồi cùng gật đầu đồng ý. Liên minh đã hình thành sơ bộ, vậy thì hồi đáp chiến thư, ba ngày sau, thú chiến vực sẽ quyết chiến với Mang Sơn. Ánh mắt của cả ba đều rực cháy, họ biết việc này chuyển đi sẽ khiến cả thú chiến vực sôi sục đây sẽ là sự kiện trọng đại nhất thú chiến vực trong trăm năm qua. Thú chiến vực thời gian này không được yên tĩnh lắm, làn sóng sau sự kiện ở thần vật Sơn Mạch vừa mới rút đi thì đã đến việc đại quân mang Sơn xâm phạm, động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cả thú chiến vực ai nấy đều hoảng hốt. Ai cũng biết rõ thực lực của Mang Sơn, nếu đơn độc tác chiến thì Mang Sơn có hoàn toàn có thể chấn áp bất cứ thế lực của ba đại yêu soái. Trong thú chiến vực, rất nhiều thế lực đều nương nhờ vào ba đại thế lực này nếu họ thất bại thì chắc chắn sẽ có liên quan không nhỏ hơn nữa khả năng thất bại lại khá lớn điểm này có thể nhận ra từ việc lâu như vậy rồi mà ba thế lực yêu soái chưa dám hồi đáp chiến thư của mang sơn một khi ba đại yêu soái chiến bại thì thú chiến vực sẽ nằm trong sự khống chế của mang sơn đến lúc đó cục thế đã hình thành ở đây sẽ bị lập lại từ đầu việc này với rất nhiều thế lực đã cắm rễ sâu ở đây mà nói thì đúng là đà kích mang tính hủy diệt vì thế trong thời gian này cả thú chiến vực như trở nên hốt hoảng nhưng cũng thấy vô lực cuộc chiến ở tầng thứ đó họ căn bản không có tư cách nhúng tay vào việc duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi ba đại thế lực kia có thể gánh đỡ được áp lực từ mang sơn có điều ngay khi thú chiến vực rơi vào sự hoảng loạn thì một nguồn tin đã chuyển ra từ ba đại thế lực tin tức không nhiều nhưng lập tức đã gây chấn động cả thú chiến vực lôi uyên sơn huyết long điện quỷ long giàn kim viên sơn tuyên bố kết thành liên minh lấy tên là tứ tượng cung tin này vừa chuyển ra thì cả thú chiến vực sôi sùng sục không ai là không sững sờ chẳng ai ngờ được bốn đại thế lực bình thường đối chọi nhau giờ lại kết liên minh hơn nữa chẳng ai biết được hai tháng trước lô yên sơn còn từng giao đấu với ba đại thế lực kia có điều sau sự chấn động rất nhiều cường giả đã mừng rỡ họ biết sự liên minh này là để chống lại sự xâm phạm của mang sơn hiện tại thì đó đúng là cách duy nhất có thể khiến mang sơn rè chừng với liên minh này rất nhiều người đều có cái nhìn hiếu kỳ đây là liên minh duy nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây ở thú chiến vực một số người nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được có lẽ sau này thú chiến vực sẽ dần thay đổi không còn hỗn loạn như xưa nữa nếu nơi này cũng thành một thể như mang sơn thì chắc sẽ có địa vị không tầm thường trong yêu vực đương nhiên tiền đề của việc này là tứ tượng cung mới thành lập có thể sống sót sau sự xâm chiếm của mang sơn nếu không liên minh này cũng sẽ chết yểu trong thất vọng mà thôi nghĩ vậy không chỉ rất nhiều ánh mắt của người trong thú chiến vực đều nhìn về nơi sẽ quyết chiến thậm chí ngay mang sơn vực và một vài đại địa quanh đó cũng chú ý. Trận chiến này sẽ quyết định liên minh mới ra đời sẽ lớn mạnh hay thất bại và tiêu vong. Ba ngày trôi đi nhanh chóng trong không khí hừng hực đó. Trong ba ngày này, sự hấn động do tin tức bốn đại thế lực thú chiến vực liên minh ngày một mạnh mẽ, cuối cùng khiến cả thú chiến vực rơi vào sự sục sôi nóng bỏng. Tuy rằng liên minh sẽ gây chút tổn hại về lợi ích với một số thế lực, nhưng dù gì trong địa vực này vẫn là ba đại thế lực yêu soái nói thế nào thì là vậy. Vì thế, được sự thúc đẩy của họ, liên minh cũng đã được hình thành. Điều cần lo duy nhất lúc này chính là Thiên Lôi Đài mà Mang Sơn dựng lên, nếu tứ tư tượng cung mới hình thành có thể kháng cự lại được thì nó mới thật sự đứng vững được ở thú chiến vực, từ đó trở thành thế lực hàng đầu thực sự trong yêu thú giới. Ngược lại, nếu thất bại thì cái gọi là liên minh kia cũng chỉ là trò cười, đến lúc đó, một nửa địa bàn thú chiến vực sẽ bị Mang Sơn chiếm lĩnh, bốn đại thế lực kia có lẽ cũng mất hết danh tiếng. Vì thế, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là cuộc chiến thiên lôi đài sắp tới yêu thú cổ nguyên đây là vùng bình nguyên cổ xưa liên miên bất tận là nơi tiếp giáp của thú chiến vực và mang sơn bình thường nơi đây rất yên tĩnh do tài nguyên ở đây nghèo nàn nên không có nhiều thế lực tồn tại do đó có thể nói nơi này khá yên bình nhưng lần này vùng bình nguyên ấy chỉ trong mấy ngày đã trở thành nơi được chú ý nhất trong số các địa vực ở xung quanh nguyên nhân thì đương nhiên không cần nói nữa ở trung tâm yêu thú cổ nguyên là một nơi vốn rộng rãi nhưng sớm đã bị tiếng huyền náo bao phủ âm thanh ồn ã vang lên bất tận không ngừng nghỉ vô số thân ảnh bay tới rồi đáp xuống nơi này nhìn từ xa giống như một vùng biển đen đang dậy sóng quy mô này hoành tráng hơn ở thần vật sơn mạch hai tháng trước nhiều rõ ràng là trong yêu thú giới có không ít thế lực chú ý tới cuộc tranh chấp giữa hai đại địa vực này vầng mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bờ trời xanh lam từng đợt từng đợt sóng âm thanh tạp loạn khuếch tan khiến nhiệt độ cả bình nguyên dần tăng lên ở khu trung tâm bình nguyên là một khoảng đất trống rộng rãi không một ai bước chân vào đó vì ai cũng biết đó là vùng nguy hiểm mọi ánh mắt đều tràn ngập sự trông chờ rõ ràng tất cả mọi người đều náo nức muốn biết kết quả của sự việc sắp xảy ra đây thật không ngờ ba đại thế lực yêu soái lại chọn cách liên minh bình thường không phải họ rất đối chọi nhau sao hơn nữa lôi viên sơn lại có tư cách tham dự nữa chứ khắp nơi là những người bàn tán xì xào nhưng đa số những người nói vậy không phải người của thú chiến vực nếu không thì chắc chắn không thể không biết trận đại chiến cách đây hai tháng vì người thật chậm thông tin quá đấy lôi uyên sơn hiện nay không còn như trước nữa rồi hai tháng trước họ đã giao đấu với ba đại yêu soái ở thần vật son mạch mà không hề rơi vào thế hạ phong thực lực họ hiện nay không thua kém ba đại thế lực kia liên minh thì đương nhiên phải kéo họ theo rồi ô vậy à nhưng có lẽ liên minh tạm thời kiểu này để đối phó mang sơn thì có vẻ hơi ngây thơ phía sau mang sơn còn có cửu phượng tộc nữa đó ai biết được nhưng nghe nói yêu soái mới của Lôi Uyên Sơn có chút quan hệ với thiên yêu điêu tộc, cũng không biết là thật hay giả nữa. Ồ, vậy hả, chả trách. Đủ mọi loại giọng nói vang lên trên bình nguyên, phần lớn là thông tin liên quan đến Lôi Uyên Sơn, chắc hẳn rất nhiều người hiếu kỳ về thế lực mới nổi lên ở thú chiến vực này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, Linh Tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người